Mình phải tìm con điện đây nhé. Vâng, để một phòng nó rộng. Rất là rộng luôn. Rộng thanh thang luôn. Nhà vệ sinh cũng rộng. Vì cái diện tích này mà để một phòng thì gọi là siêu rộng. Là con mèo đẹp nhỉ. Bạn cứ lên trên xem đi. Đấy. Nếu mà mình cần thì về sửa lại thôi.